Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn thị xã Hòa Thành xuất hiện đối tượng nữ giới khoảng trên 50 tuổi đi xe mô tô loại click màu đỏ gắn biển số 43D1 năm 2001 thường lui tới các điểm hát với nhau trên địa bàn để tiếp xúc với các phụ nữ lớn tuổi trung niên có nhu cầu làm đẹp như nâng mũi, bơm môi, căng da mặt. Sau đó giới thiệu có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, tiêm các chất filler vào các bộ phận trên cơ thể dễ làm căng theo ý muốn với số tiền mỗi lần tiêm từ 1 triệu 100 ngàn đồng đến vài triệu đồng. Địa điểm tổ chức tiêm là tại các nhà nghỉ do hai bên tự thỏa thuận, lựa chọn. Lợi dụng sau khi tiêm thuốc, bị hại rơi vào trạng thái mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, những nạn nhân tiêm filler làm đẹp của người phụ nữ này đều bị tai biến nghiêm trọng sau khi tiêm. Bệnh viện Chợ Rẫy hiện đang tiếp nhận điều trị hai trường hợp bệnh nhân bị sưng bầm mũi và hai mắt sau khi thêm chất làm đầy filler tại nhà nghỉ có địa chỉ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ bệnh nhân cung cấp, cả hai đều được một người tên Thủy, tự xưng là Thủy Thẩm Mỹ, tư vấn tiêm filler giá rẻ. Bệnh nhân TTH cho biết, khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2023, bệnh nhân được người tên Thủy đến tại nhà nghỉ của gia đình tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, tư vấn thực hiện tiêm filler và bệnh nhân đồng ý. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân thấy đau nhức và đề nghị ngưng tiêm thì được người tên Thủy giải thích triệu chứng này sẽ từ từ giảm và người này rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, bệnh nhân thấy đau và sưng nhiều hơn, liên hệ lại người tên Thủy thì được tiếp tục hướng dẫn nghỉ ngơi tại chỗ. Tình trạng đau và sưng tăng lên, bệnh nhân liên lạc lại người tên Thủy nhưng không được. Sau đó, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bệnh nhân khác là NTA cho biết, khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2023, bệnh nhân đi cùng người bạn đến một nhà nghỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để tiêm filler. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân được cho uống hai lần thuốc, không rõ là loại thuốc gì. Sau đó, ngủ thiếp đi cho đến khoảng 18 giờ cùng ngày tính dậy, thì phát hiện người bạn đi cùng và người tiêm filler tên Thủy đều không còn trong phòng. Đồng thời, tài sản của bệnh nhân bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người và 7 triệu đồng tiền mặt đã mất. Sau đó, bệnh nhân liên hệ Lễ Tân để liên lạc với gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Cả hai bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 2 giờ 4 phút ngày 6 tháng 9 năm 2023 và hiện đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi tại khoa tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện. Người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản. Mọi thông tin có liên quan, vui lòng trao đổi với công an thị xã Hòa Thành theo địa chỉ. Số 308, đường Lý Thường Kiệt, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại trực ban 02763 841013 hoặc 0913 955 313 gặp đồng chí Phan Hoàng Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự.